Chào mừng các bạn đã tới với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay mình sẽ rất vui mừng được trân trọng giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm vô cùng thực dụng, đó là một chiếc xe tải nhẹ của Trường Giang. Sản phẩm này có tên gọi là Trường Giang T3 cabin đơn. Sản phẩm này hiện tại đang có giá niêm yết ở trên thị trường, giá lăn bánh hiện tại trên thị trường một bên mình đang bán là rơi vào khoảng 210 triệu. Với cái sản phẩm này chúng ta sẽ có một chiếc xe có trọng tải là 810 kg và có một cái bộ máy rất là bền bỉ, được sử dụng rất nhiều trong các cái sản phẩm xe Trường Giang mà hãng này áp dụng trên các cái dòng xe tải nhẹ dưới 2 tấn. Thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ có một cái sản phẩm T3 màu xanh như thế này. Đằng trước chúng ta sẽ thấy là một cái ngoại hình nó khá là vuông vắn và khá là hầm hố so với những chiếc xe tải hiện tại đang có trên thị trường như là Đông Ben, như là Kenbo. Thì với cái sản phẩm này chúng ta đã có một cái vẻ ngoài thực sự nó rất là đẹp. Nó đẹp hơn rất nhiều so với các cái sản phẩm của các hãng khác. Ở đây chúng ta sẽ có cái logo Trường Giang ở đây. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn pha bằng bi-xê-lông. Như các chiếc xe tải khác thì các bạn cũng biết rồi là nó đang sử dụng cái hệ thống đèn halogen. Nhưng với cái sản phẩm này chúng ta đã có đèn pha bi-xê-lông. Ở đây chúng ta sẽ có đèn xi nhan này, đèn gầm này, và hệ thống quạt lấy gió rất là cơ bản. Rồi chúng ta sẽ sang phần hông để xem cái sản phẩm này có gì đặc biệt đấy. Khi mà các bạn sang bên phần hông xe, các bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm này nó có một cái thùng rất là đặc biệt. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm T3 thùng mũi bạt. Ở đây các bạn sẽ thấy cái bưởng này có thể mở ra để các bạn có thể sử dụng trong các cái nhu cầu là bán hàng lưu động, hay là chúng ta có thể là khuân hàng hóa ở bên riêng như này. Bên riêng như này thì sẽ phù hợp với chúng ta khi mà chúng ta chở gia súc, gia cầm. Điều này mà những hãng khác hiện tại vẫn chưa làm được. Thì đây là một trong những cái điểm mạnh mà mình đã nói đến ở đầu video, đó chính là cái chiếc xe này nó rất là thực dụng. Ví dụ ở đây là chúng ta có thể mở được toàn bộ cái phần thùng xe ra như này. Với cái thùng xe chiều dài là 2m6, cao rộng 1m6 và cao 1m620, thì đây là một cái sản phẩm thùng không quá lớn, nhưng nó có thể coi là một cái sản phẩm phù hợp để lưu thông thị trường Việt Nam ở những cái con phố nhỏ, các cái con ngõ nhỏ. Thì với cái sản phẩm này chúng ta sẽ được trang bị hệ thống lốp là lốp to nhất trên các cái chiếc xe tải dưới 1 tấn hiện tại có trên thị trường. Lốp ở đây là lốp 175R14. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống nhíp rất là hầm hố. Ở đây là mình đếm sơ cho các bạn nhé. Hiện tại là ở đây có đôi bốn sau la nhíp rất là to bản chắc chắn, và nhíp gánh. Nhíp gánh cho phép chúng ta là leo dốc tốt hơn, tải trọng tốt hơn và rất là bền bỉ. Cái hệ thống chassis thôi mà khi các bạn nhìn vào các bạn cũng thấy là nó đáng giá. Nó rất đáng giá trong cái phân khúc tiền mà cái sản phẩm này đem lại. Ok, ở phần sau thì chúng ta vẫn thấy nó không, đằng sau thì không có gì quá đặc biệt để mình có thể giới thiệu. Ở đây chúng ta sẽ thấy các hệ thống đèn hậu này, đèn sau và một cái lốp phòng bên dưới này. Đó, các bạn có thể nhìn qua cái hệ thống khung gầm bệ nó rất là chắc chắn và gia cố rất là cẩn thận. Ok, thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng khám phá cái cabin của cái sản phẩm này. Điều đầu tiên mà khi chúng ta bước vào cái cabin của sản phẩm này, chúng ta sẽ nhận thấy cái điểm đặc biệt là chúng ta đã có được trang bị cái ghế da. Các bạn sẽ thấy là cái sản phẩm này đã được trang bị ghế da rồi. Và chúng ta sẽ có một cái nội thất nó có thể nói là đẹp. Chúng ta sẽ có hệ thống điều khiển trung tâm này, đồng hồ có rất là nhiều màu sắc và nó không bị chán mắt như các cái sản phẩm xe tải khác của hãng khác hiện tại. Ở đây hai cái khe lấy gió chúng ta sẽ nhìn thấy nó khá là giống với các cái sản phẩm Toyota. Mình đã ngồi từng một Prado này, Land Cruiser thì mình nhìn thấy là cái hệ thống lấy gió này nó khá là giống các cái sản phẩm đó. Ok, chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm này đã được trang bị hầu hết những cái tùy chọn cơ bản của tài xế như là trợ lực lái điện, kính điện đây là kính điện một chạm. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy kính điện còn cho cả hai bên. Ở đây có hệ thống giải trí multimedia FM radio này, điều hòa 2 chiều, khóa điện như thế này, một chiếc khóa là khóa điện và một chiếc là khóa cơ. Ok, về cơ bản thì chúng ta sẽ có một cái cabin khá là đẹp và đầy đủ các cái tùy chọn mà hiện tại nó
các bạn có thể tìm kiếm được trên một chiếc xe tải nhẹ. Đây là một chiếc xe thực dụng và giá trị mà nó đem lại trong cái quá trình sử dụng là rất lớn. Hiện tại thì cái sản phẩm này nó chỉ cao giá hơn một chút so với các sản phẩm xe tải của Kenbo, hay là thấp hơn một chút so với xe tải 990kg của Đông Ben. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm mà những cái hãng kia hiện tại nó không có được. Thứ nhất là nó được mở như này, chúng ta có thể sử dụng để làm xe bán hàng lưu động, sử dụng để chở những gia súc, gia cầm và những sản phẩm kia không thể làm mà làm được. Ok, nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể để lại comment bên dưới video hoặc gọi cho số điện thoại của mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.